Chào buổi tối các anh em The Citizen, bản tin tối 26 tháng 8 của Man City Omi. Xin khẳng định luôn, không phải là kiểu điểm tin thông thường, mà là một video phân tích đặc biệt về đội bóng của chúng ta, gồm 2 phần. Phần thứ nhất, những giá trị quan trọng mà Doku, một chuyên gia đi bóng xuất sắc có thể đem tới cho The Citizen. Và thứ hai, quan hệ đối tác giữa hai ngôi sao chân trái của Man City, Erling Haaland, Phil Foden, trong bối cảnh nguồn sáng tạo Kevin De Bruyne nghỉ đến hết năm. Hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông, like các sản phẩm thuộc hệ thống Man City Omi để cùng chúng tôi bắt đầu nhé. Jeremy Doku, thiên tài đi bóng thế hệ mới. Thierry Henry, ngôi sao lừng danh của Arsenal và đội tuyển Pháp, người từng có thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên tuyển Bỉ, đã nói như vậy về Jeremy Doku. Khi bạn phải đối đầu trực tiếp với cậu ấy, cách tốt nhất mà bạn nên làm đó là cầu nguyện. Nếu một người từng khiến rất nhiều hậu vệ thượng thạng Premier League phải hít khói trong những năm tháng đỉnh cao của mình như Henry nói như vậy về Doku, thì chàng trai này quả thật là rất đáng chờ đợi. Thực tế, những số liệu thống kê cho thấy Doku là một thiên tài đi bóng. Mùa trước, bình quân mỗi 90 phút, Doku thực hiện tổng quãng đường đi bóng lên tới 356m. Và đây là con số cao nhất xét trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Với 15,8 hành động dắt bóng tịnh tiến mỗi 90 phút, thống kê dựa trên những lần đi bóng về phía trước với quãng đường tối thiểu 5m hoặc đi bóng vào vòng 16m50, Doku là số 2 châu Âu ở hạng mục chuyên môn này. Chưa hết, trung bình 90 phút, Doku ấy có 6,8 lần dây bóng qua người thành công, tiếp tục là số 1 châu Âu, thậm chí vượt xa người số 2 ở thống kê này là Alan Saint-Maximin 4,2 lần. Trong bài phân tích mới nhất về Doku, chuyên trang Opta Analyst đã dựa trên các thông số chuyên môn của chàng trai này để xác định xem trong vòng 15 năm qua, Doku 2022-2023 giống với cầu thủ nào nhất. Và kết quả là tần suất và hiệu suất làm việc khi có bóng cũng như không bóng của Doku gần như tương tự với Eden Hazard 2014-2015, giống 88%, và Raheem Sterling 2013-2014, 86%. Doku 2022-2023 và Sterling 2013-2014, thời anh còn khoác áo Liverpool, giống nhau như thế nào? Chúng ta hãy để các con số lên tiếng. Cả hai cùng tạo ra 2,1 cơ hội mỗi 90 phút. Sterling có bình quân 61 lần chạm bóng mỗi 90 phút. Thống kê này ở Doku là 62. Cả hai đều thực hiện trung bình 1,8 pha dứt điểm mỗi 90 phút và đều có hơn 6 hành động giành lại quyền kiểm soát bóng thành công. Sự đa năng và kỹ năng qua người là hai phẩm chất mà Doku trội hơn rõ ràng so với Sterling cùng 10 năm về trước. Và đây sẽ là những thứ sẽ giúp ích rất nhiều cho hệ thống của Pep tìm. Sterling chỉ mới 20 tuổi khi anh rời Liverpool gia nhập Man City vào hè 2015. Doku của hiện tại là 21 tuổi. Bất chấp những ý kiến trái chiều về những năm tháng của Sterling tại Man City, nhưng đừng quên cầu thủ này là chân sút tốt nhất của The Citizen trong kỷ nguyên Pep Guardiola. Nói về Sterling là nói về một cầu thủ đã đặt dấu giày và ít nhất 36 bàn thắng và kiến tạo trong quãng thời gian 2017 đến 2020. Và dù hai mùa cuối cùng của anh tại Etihad, thông số này có suy giảm 24 và 25, thì có một sự thực không thể chối cãi. Sterling là một bánh răng tuyệt đối quan trọng trong hệ thống của Man City Pep. Mỗi người sẽ có một mức độ kỳ vọng nhất định về tân binh 60 củ Jeremy Doku. Nhưng với Man City hôm nay chúng tôi, chỉ cần chàng trai này đạt tới những con số của Sterling ở Man City, thế là đã quá đủ để được coi là thành công rồi. Sự kết hợp giữa Haaland và Foden đang có vấn đề. Các phẫu thuật chấn thương gân khuèo khiến De Bruyne phải rời xa sân cỏ đến hết năm nay. Đó chắc chắn là đòn giáng mạnh vào City. Và có lẽ chúng ta đều chắc chắn với nhau rằng cầu thủ chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng nhất khi Man City không có De Bruyne chính là tiền đạo Erling Haaland. Mùa trước, Haaland ghi tới 52 bàn trên mọi đấu trường cho The Citizen, công phá hàng loạt kỷ lục ghi bàn lâu năm của bóng đá Anh. Haaland tất nhiên rất giỏi, nhưng phải thừa nhận thống kê đầu ra tuyệt vời của Majin Buu có rất nhiều dấu ấn của Kevin De Bruyne, người đã tạo ra 25 cơ hội cho tiền đạo Na Uy xét riêng Premier League. 8 trong số đó là các pha kiến tạo thành bàn. Thật quá dễ dàng khi nói không Kevin De Bruyne thì Haaland sẽ khó có thể đạt tới những con số bàn thắng khủng như mùa trước. Vì thế trong video hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào khía cạnh chuyên môn để lý giải về nguy cơ suy giảm hiệu suất lập công của tiền đạo người Na Uy. Thứ nhất, hãy nói về chân thuận của cặp Kevin De Bruyne và Haaland trước. Tiền vệ người Bỉ đúng là có thể xử lý cực tốt chân trái, nhưng chân thuận của anh là chân phải. Còn Haaland là kèo trái rõ ràng rồi. Mối liên hệ giữa Kevin De Bruyne chân phải và Haaland chân trái quan trọng đến như thế nào? Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ phác thảo 24 pha key pass của cầu thủ người Bỉ trong các tình huống mở cho đồng đội người Na Uy dưới đây. 21 trong số đó được Kevin De Bruyne thực hiện bằng chân phải và 20 là các đường chuyền dọn cỗ hướng tới cái chân trái của Haaland. Một trong những cách ưa thích nhất của Haaland khi tiếp cận một cơ hội ghi bàn chính là chạy cắt hoặc chạy xuyên qua một hậu vệ đối phương, cùng lúc điều chỉnh tư thế để có thể tiếp bóng bước một bằng chân trái, chân thuận của anh trước khi dứt điểm. Tính từ mùa giải 2019-2020 cho đến hết mùa trước, Haaland thực hiện tới 227 pha dứt điểm bằng chân trái so với 54 bằng chân phải. Kevin De Bruyne là tiền vệ sáng tạo có thể làm tốt tất cả, hiểu rõ điều gì có thể giúp ích cho đối tác của mình. Nhưng riêng với Haaland, cái chân phải của Kevin De Bruyne có giá trị rất quan trọng. Đây là vài hình ảnh minh họa. Pha kiến tạo ảo diệu của Kevin De Bruyne cho Haaland phá lưới MU hồi tháng 10 năm ngoái.
hay tình huống dọn cỗ của Kevin cho Haaland ghi bàn trước Hoover. Sở dĩ chúng tôi muốn nhấn mạnh chuyện chân trái chân phải, các chuyển động của Haaland, những phương án chuyền bóng của Kevin là bởi người sẽ tạm thay thế De Bruyne trong vai trò nguồn sáng tạo số 1 của The Citizen ở thời điểm hiện tại là Phil Foden. Màn trình diễn của Foden trước Newcastle thực sự xuất sắc khi anh tạo ra tới 7 key pass, thống kê nhiều nhất mà một cầu thủ Man City đạt tới trong một trận đấu Premier League. Bản đồ các cú chạm bóng của Foden trước Newcastle đang tả một sự thật. Số 47 dù về lý thuyết là tiền đạo cánh phải, nhưng anh đang đảm nhiệm vai trò chính của Kevin De Bruyne, chứ không phải Julian Alvarez như chúng ta nhầm tưởng. Nhưng có một vấn đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, đó là Foden cũng là một kèo trái như Haaland. Khi Foden di chuyển sang nửa phần sân bên trái, nhận bóng ở khu vực đó và thực hiện một đường key pass cho Haaland, ứng với kiểu chuyển động không bóng của Majin Buu thì mọi thứ nhìn rất ok, như tình huống này chẳng hạn. Nhưng khi Foden có bóng ở khu vực trung tâm hoặc bên cánh phải thì sự kết hợp giữa anh và Haaland lại có vấn đề. Và vấn đề đó liên quan đến lựa chọn chuyền bóng của một cầu thủ thuận chân trái và lựa chọn di chuyển của một cầu thủ chuyên dứt điểm bằng kèo trái. Một ví dụ ở phút 62 trận đấu với Newcastle cho chúng ta thấy điều đó. Ở đây thay vì thực hiện đường chạy ưa thích chéo sang bên trái, mũi tên màu đỏ, Haaland chọn di chuyển sang kênh bên phải, mũi tên màu trắng. Lý do là vì Haaland hiểu rằng Foden thuận chân trái sẽ rất khó có thể thực hiện một đường chuyền theo quỹ đạo như vậy. Nhưng ngay cả Foden cũng không làm tốt quyết định chuyền bóng sau đó cho Haaland, khi đường chuyền của anh thay vì đưa bóng tới khoảng trống trước mặt tiền đạo người Na Uy thì lại trực diện vào vị trí của anh. Haaland buộc phải chạm bóng bước 1 bằng má ngoài, mất thêm 2 nhịp để xử lý và tìm kiếm góc sút. Pha này vẫn tính là key pass cho Foden, nhưng rõ ràng đó không phải là sự kết hợp tối ưu nhất có thể. Và đây là một tình huống khác diễn ra sau đó đúng 1 phút. Foden kéo bóng từ nách phải chéo vào zone 14. Thêm một lần nữa Haaland từ bỏ cách di chuyển không bóng ưa thích nhất của mình, mũi tên màu đỏ, và chọn hướng chạy về phía trái. Foden tiếp tục thực hiện một đường chuyền vào cận chân Haaland, khiến tiền đạo người Na Uy lại phải dùng má ngoài để không chia bóng. Nhịp độ tấn công bị chậm lại, khoảng trống bị thu hẹp và Haaland chỉ còn duy nhất một phương án là sút luôn bằng chân phải khi trước mặt là hai cái bóng áo trắng đen. Sự khác biệt về góc di chuyển của Haaland và quỹ đạo các đường chuyền của Foden tưởng là nhỏ nhưng rõ ràng lại có tác động rất lớn. Không có gì là ngẫu nhiên khi một trong những trận đấu hay nhất của Foden lại đi kèm với một trong những màn trình diễn nhạt nhòa nhất của Haaland. Tất nhiên Foden không phải là nguồn tiếp đạn duy nhất cho Haaland. Những cầu thủ thuận chân phải bẩm sinh như Mateo Kovacic và Julian Alvarez chắc chắn sẽ tìm thấy Haaland nhiều hơn và tốt hơn khi anh thực hiện các pha di chuyển chéo sang trái để đón bóng và dứt điểm. Tân binh Doku cũng sẽ đem tới sự đa dạng cho các giải pháp. Điều mà Man City Homie chúng tôi hy vọng đó là hai chàng trai trẻ kèo trái của chúng ta sẵn sàng tin vào nhau nhiều hơn, một người dám chạy và một người dám chuyển cho những bàn thắng và những chiến thắng của The Citizen phía trước. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.